dưỡng về con rồng của lòn lưng siêu rồng Nhơn Nghĩa Đường. Rồi Nhơn Nghĩa Đường có cái bộ trống này rất là bự luôn, khổng lồ luôn quý vị, quá wow, sao bự luôn. Các bạn hãy nhớ chuẩn bị đón xem nha. Hello, xin chào cô chú các anh chị em nha, đã đến với kênh Channel New Sài Gòn. Đây là đòn lưng siêu rồng Nhơn Nghĩa Đường đang chuẩn bị múa lưng. Mời quý vị cô chú anh chị em đam mê lưng siêu rồng múa lưng hãy cùng xem múa lưng nha. Nãy giờ chờ cũng lâu lắm rồi, từ hồi 8 giờ đến nay rồi. Trống bự luôn. Giữa đoạn Nhơn Nghĩa Đường có cái trống bự rồi. Chuẩn bị diễn action. Tiếp lại cho đẹp làm